Cho con như thế. Cho mày như thế mà mày không biết đường gọi về. Sao bây giờ bố xem thì bố mới nhìn thấy kia anh đang chửi chói ra kìa. Đấy thằng đấy chói thằng đánh con luôn. Đấy xong cứ để lúc cho trước bố. Cũng thế, bố. Lúc trước lần từ lúc đi spa cũng thế nó còn đánh con nữa mà. Thằng đấy bây giờ bố phải đến nhà nó luôn đi bố. Thằng nào mày chói cái lúc nhảy. Mà anh kia này đến kia cửa xe này. Con Thư kia này, nhưng mà gọi điện còn Dũng xem như thế nào. Nhưng mà gọi điện mà phải con Thư kia nó không thèm gọi về. Thì gọi dòng Dũng để xem như thế nào. Mẹ kì là anh kia đấy, cứ cử cho anh cái điện rồi. Alo, Dũng không? Có đấy không con về đây bố bảo này đây. Về ngay nhá. Này. Mày ấy là khói đúng này xong mà có kim đến. Bố gọi con gì ấy? Con đang đi ngoài chợ. Trời ơi, con như này ai đi bố mở ra cũng nhìn thấy đứa nào mà nó chói con mà bố thấy anh Kiên kìa đấy, anh Kiên đang cười kìa. Lúc đây chói nó nhìn chói con cái bố ạ. Chói con rông gì nó bỏ trốn. Sao cái thằng chói chứ mà nó bị làm con làm sao mà nó chói con như này? Đâu lúc đấy con ở nhà mà này nó chói con không biết. Giờ nó bỏ trốn rồi, bây giờ bố phải ý bố rồi cho công an bắt nói cho bố. Chói mà không biết đường mà gọi bảo chị phải gọi tiền về cho bố. Xong rồi bây giờ bố xem rồi mình nói chuyện. Ông bây giờ lúc trước con không dám nói chuyện với bố, sợ bố ấy. Mày cái gì mà anh giấu? Không có anh kia đấy, đến đấy cửi cái chói cho kìa đấy, anh nhìn thấy chưa? Đấy bây giờ nó chói con như thế. Chói mày như thế mà mày không biết đường gọi về. Sao bây giờ bố xem thì bố mới nhìn thấy kia anh đang chửi chói ra kìa. Đấy thằng đấy chói thằng đánh con luôn. Đấy xong cứ để lúc cho bố. Lúc trước cũng thế bố. Lúc trước từ lúc đi spa cũng thế nó còn đánh con nữa mà. Thằng đấy bây giờ bố phải đến nhà nó luôn đi bố. Nó đến để mẹ cái thằng Hiệp này kìa mà tao phải đến tận nhà nó để tao bảo bố mẹ nó chứ. Vâng. Như thế này làm sao mà được. Vâng, xong bố, đến, bố đến nhà nó bố đánh chắc chắn nó đi bố. Xong là cứ để cho bố trách nhầm cái thằng Kiên này đấy. Cuối cùng đấy chưa. Vâng. Ấy lúc đấy ơi anh Kiên đến kiểm đây, anh Kiên không đến kiểm lúc đấy con chói lâu lắm. Đấy mà may kia thằng Kiên rất tốt nhưng không phải không, nhưng mà nó không chơi bài nào thì nó mới bè nó rủ chứ. Phải thì anh Kiên rất tốt, bố ra mẹ bố phải trách nhầm anh Kiên. Đấy bố con bảo bố lúc trước là bố không tin anh Kiên tốt mà bố cứ mang con anh Kiên người xấu này kia. Chứ anh Kiên là người tốt đấy mà chói này mà anh đến anh cử chói anh Kiên này mà anh còn giấu anh có khi để nói chuyện với bố đâu. Đây là như cả anh Kiên chị Thư đang cử chói. Vâng. Thế mà không được nó làm gì về cho bố. Lúc nào cũng vâng dẹ xong rồi nó chói không gọi anh Kiên về. Con nói với bố không tin con á, bố cũng mắng con luôn. Nói bảo thằng Hiệp là người tốt. Con bảo nó là xấu rồi bố không tin. Thì lúc chị mày bảo là con yêu anh Hiệp rồi là khổ sướng con chịu. Với nọ kia bố biết đâu rồi. Bố đây là bố xem này điêu mà. Nó còn dám đánh con như này nữa mà. Bố nhìn thì mấy ấy rồi, lừa đảo rồi. Vâng. Này nó còn đánh cả chị Thơ luôn bố ạ. Thế nó mới gọi không có tiền nó cưới xin gì nó đều nhà nó đều giả vờ lừa đảo chứ. Vâng. Con mặc dù khôi ngô thế xong cuối cùng là gì. Nhưng mà nó chói con. Mẹ mày dẫn tao sang nhà nó là nhà thằng Hiệp nghe chưa. Vâng. Để tao sang tao nói chuyện với bố mẹ nó. Mẹ mẹ thằng Hiệp này từ nay đi tao mẹ mày. Tao mà gặp đâu thì đừng có trách. Mẹ cái mặt khôi ngô thế mà đến lừa đảo gia đình nhà mình. Mà chúng mày chị em mày không thèm nó nhìn về chỗ lại. Nó chói con đánh con bây giờ nó sợ nó trốn rồi. Trốn đi đâu ấy. Thế mà kêu là yêu chị Thư là con nó phải đối xử đâu đấy. Đối xử đấy. Nó một nó điều thế mà bố tin cậy bố tin cậy là cái thằng mà làm sao là lừa đảo ra cái thằng Sở Khanh bố ngờ đâu ra là mẹ mày cái thằng Sở Khanh như này. Ừ.
đấy thì anh Kiên muốn mở ra muốn thấy anh Kiên này đâu ra cứ trách nhầm anh Kiên là con người là... thế này như thế khác. Bố gọi cho cái thằng Hiệp xem nào là cái thằng Trà Xanh đi xem nó như thế nào. Rồi. Xong là để bố chửi cho nó một trận là bố con đi nèm. Không, bây giờ bố gọi thử xem nó nghe mày. Mẹ mày xong rồi mẹ kia mày gặp chị em mày gặp mày bảo mẹ mẹ mày gặp cái thằng Hiệp Trà Xanh này để tế nó lên để cho cái dân nèm để dân nèm người mẹ mẹ người ta mới biết hiện cái bộ mặt đẻo của cái thằng Hiệp Trà Xanh kia, nghe chưa? Giờ bố gọi cho thằng Hiệp lên bố. Gọi bố bảo nó sang đây bố đánh nó. Gọi sang nhà mình làm gì, gọi sang nhà mình thì cho mình nhà mình kìa. Tao gọi để ra ngoài ngõ kìa. Sang nhà mình làm gì? Cái loại dơ bẩn đi gọi gì? Đấy. Nhà bố biết cái gì? Nhà bố mới biết bộ mặt của nó. Nghe mày không? Có, nó đang nghe rồi. À, mày nhá, mày này có lại lừa đảo, mày lừa đảo cả bố con người tao. Mày bây giờ mày ấy xong mày đánh mày trói con tao vào, mày trói con tao để làm gì? Mẹ người kia rồi mày rồi rồi phải béo mày rồi nhá. Mày không được cãi. Mày cãi cái gì? Tao xem đây, tao xem ở trên tivi đây. Mày có cãi gì? Đây tao vừa mở tivi ra có đây. Mày không cháu chiếc gì cả, cái loại mày cháu chiếc gì. Mày cứ nghe như cháu thì cháu gì cái loại mày. Tao không thể nghe nữa, đến giờ tới bên nhà tao không thể nghe cái loại mày. Mày muốn để nó vào đây sao cho kia. Không, bố không mấy bố để tối bố đi nhà về, lúc nào cũng nhà qua bố mấy. Bố gọi bố chửi thì nó lên nó còn được ở cái này khác. Đấy thằng Dung với tao nó nói đấy. Nghe như cái loại mày tao không thể nói chuyện thôi nhá. Tao không thể nói chuyện mày đâu. Không thể nói chuyện mày. Giờ sao bố? Bố không nói chuyện nữa. Nó bảo nè, đấy nè, anh em gọi là trêu đùa nhau. Trêu đùa gì? Nó còn đánh con, nó trói con như thế. Không thể là cái chuyện như thế đâu các bạn, có thể. Ui, trói con mấy tiếng đồng hồ ấy. Thật. Đấy. Thôi không thể nói chuyện với cái này đấy. Bố bảo là bố đến giờ bố đi nèm rồi. Lên là thôi bố đi nèm, còn bố chỉ tế nó lên như thế thôi. Mẹ có lẽ đến giờ bố, bây giờ bố đến giờ đi làm cho bố đi. Đấy bố đi làm, bố đi làm đấy. Ông rồi nhà vừa dọn đẹp rồi nhá. Bố đi làm.